Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nhiều bầu sâu ở hải ngoại đã gọi về Việt Nam để nói chuyện với Chế Linh khi nghe tin ông bất ngờ qua đời. Ngày 4 tháng 12, tin đồn nam ca sĩ Chế Linh đã qua đời ở tuổi 80 gây xôn xao dư luận. Được biết, tin đồn này xuất phát từ cộng đồng người Việt tại California, Mỹ. Nhiều bầu sâu ở hải ngoại đã gọi điện thoại về để trực tiếp nói chuyện với Chế Linh mới thực sự yên tâm. Dù đã ở độ tuổi 80 nhưng Chế Linh vẫn chăm chỉ bay sâu để cống hiện giọng hát cho những khán giả yêu mến mình. Đối với Chế Linh, ông từng tâm niệm sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Chế Linh không phải là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên bị vướng phải tin đồn qua đời. Trước đây, danh hài Hoài Linh, ca sĩ Ngọc Sơn, cũng đã từng sốc khi nghe được tin đồn này. Chế Linh cũng cho biết, ông rất sốc khi mình vẫn còn khỏe mạnh mà có tin đồn qua đời vì tuổi cao sức yếu. Giọng hát làm say đắm bao người hâm mộ, ở tuổi gần 80, Chế Linh vẫn làm rung động bao con tim mỗi lần xuất hiện nhưng ít ai biết ông có một đời sống nhiều trắc trở, u sầu. Chế Linh là người gốc Chăm, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ Chế Linh nổi lên như một ngôi sao mới lạ. Chế Linh, với bút hiệu Tú Nhi, đã cùng với nhạc sĩ Bằng Giang sáng tác những ca khúc nổi tiếng sau này Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Bài Ca Kỷ Niệm, Đếm Bước Cô Đơn. Và Chế Linh đã tìm ra được con đường riêng trong âm nhạc, đó là sẽ hát cho tình yêu đôi lứa, tình yêu của lính và hát dòng nhạc gần gũi với đời sống của người nghe nhạc phổ thông. Với những thành công nhất định, trải qua rất nhiều khó khăn, 22 tuổi, Chế Linh ra mắt album đầu tiên mang tên Vùng Biển Trời và Màu Áo Em với rất nhiều bài hát đã sáng tác và đi vào lòng người. Giọng hát của Chế Linh có sự mùi mẫn đặc trưng trong những ca khúc thời trang, đại chúng, dễ đi vào lòng người. Chế Linh là một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất nền bolero thời kỳ đầu. Ông từng được xếp vào hàng tứ trụ nhạc vàng, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Tuy nhiên, trong tứ trụ đó, chỉ có duy nhất Chế Linh còn đi hát bền bỉ tới tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng các đêm diễn của Chế Linh trong và ngoài nước khán giả vẫn đến em đông và tiếng hát của ông vẫn còn rất sung mãn. Với cách hát đặc trưng của mình, Chế Linh chính là tượng đài để nhiều ca sĩ đi sau ảnh hưởng cách hát, điển hình một giọng ca mới nổi tại hải ngoại những năm gần đây. Ca sĩ Đan Nguyên hay nhiều ca sĩ bị khác cũng ảnh hưởng cách hát của ông khi thể hiện các ca khúc của nhạc vàng. Đời sống hôn nhân và tình cảm của Chế Linh cũng vô cùng đặc biệt. 21 tuổi cưới vợ và lần lượt sinh 5 người con. Vì những mâu thuẫn phát sinh, Chế Linh và vợ đầu chia tay nhau nhưng sau đó ông lại sớm kết hôn với chính em gái của vợ trước. Trước những lời bàn tán thậm chí là chỉ trích về tình yêu với người em vợ, Chế Linh từng giãi bày, mọi người cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và chúng tôi yêu nhau. Tưởng rằng sẽ vượt qua những rào cản, những khắt khe của mọi người, cuộc tình thứ hai sẽ bền chặt nhưng đáng tiếc nó cũng kết thúc sau 3 năm gắn bó. Nổi tiếng đào hoa và sát gái nhưng khi kết hôn lần thứ 3, danh ca bảo buộc phải dùng chiêu bài bắt cóc và gạo nấu thành cơm để ép gia đình nhà gái đồng ý. Tuy nhiên, người vợ thứ 3 cũng chẳng sống gần Chế Linh bao lâu. Người phụ nữ ấy không may qua đời vì căn bệnh hen suyễn để lại nhiều tiếc thương. Trong một lần trò chuyện với Vietnamnet, danh ca Chế Linh bảo khoảnh khắc tạm biệt người phụ nữ này mãi ám ảnh trong ông bởi giây phút chia xa vĩnh biệt. Nam ca sĩ hát ca khúc Một Lần Cuối trong đó có những câu day dứt khôn nguôi, anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi. Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em, một lần cuối, như những lần đó, xa xôi. Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để con thấy lòng run lần cuối. Một lần cuối cùng thôi, em ơi. 3 năm sau đó, Chế Linh bị vẻ đẹp và sự chân thành của cô gái hàng xóm, tên Vương Nga lúc đó 18 tuổi đốn tim. Không ít người đặt dấu hỏi về chuyện tình thứ tư của Chế Linh liệu sẽ kéo được bao lâu. Nhưng sau những đầu vỡ, có lẽ ông Hoàng Bolero cũng có những bài học và kinh nghiệm cho riêng mình. Hơn nữa, sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của người vợ thứ tư như một dây cương mềm mại để Chế Linh trở nên trầm tĩnh, chỉ tập trung vào ca hát. Chế Linh bảo, làm vợ một nghệ sĩ, bà Vương Nga hiểu những khó khăn của chồng. Ngay từ khi lấy ông, bà Vương Nga đã ý thức được rằng chồng mình không chỉ là của riêng mình mà còn là của công chúng. Chính vì thế, không ai bị buồn phiền vì ai hết. Có thể thấy cuộc sống của Chế Linh và bà Vương Nga gần 40 năm qua là minh chứng cho tình yêu của danh ca dành cho người vợ trẻ. Ngược lại, bà Vương Nga là người hỗ trợ tinh thần cho ông về mọi mặt. Chính cuộc sống hạnh phúc và yên ấm bên người vợ thứ tư tốt đẹp nhiều năm qua nên Chế Linh như tiếp thêm năng lượng để sự vui vẻ trong cuộc sống giúp giọng hát ông truyền cảm, nồng nàn êm ái và đủ sự lay động mỗi khi hát về những nỗi cô đơn, buồn tủi. Chế Linh từng thú nhận cảm ơn những người đàn bà đã và đang đi qua cuộc đời và cho ông 14 người con với số lượng cháu mà đôi khi nam danh ca tiếu táo đùa rằng không thể nhớ nổi hết có tất cả bao nhiêu cháu. Chế Linh hiện đang sống cùng vợ thứ tư rất bình an ở Canada, thi thoảng ông về Việt Nam để cất tiếng hát phục vụ khán giả. Ông bảo vẫn giữ luyện giọng mỗi ngày. Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện, dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày 2 bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Mệt tôi cũng tập, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng. Tập khó nhất là vào buổi sáng. Sau khi ngủ dậy uống cà phê thì phải tập rồi muốn đi đâu thì đi, đó là thông lệ rồi. Chiều 1 tháng 3, danh ca Chế Linh có buổi họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu thông tin về live show sẽ diễn ra ở nhà thi đấu thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào tối 5 tháng 3. Buổi họp báo được lên kế hoạch diễn ra vào 15 giờ nhưng Chế Linh có mặt từ sớm trong tâm trạng vui vẻ. Tham gia buổi này còn có các ca sĩ, bạn bè thân thiết của ông như Giao Linh, Sơn Tuyền, Randy. Chế Linh tâm sự ông mong được gặp lại khán giả thành phố Hồ Chí Minh qua một đêm nhạc được đầu tư chỉn chu. Lần cuối cùng nam danh ca đứng trên sân khấu, trình diễn trước khán giả Sài Gòn là cách đây 42 năm. Thành phố này là nơi đã tạo nên một Chế Linh với bản chất nghệ sĩ trọn vẹn, được sống đẹp với đời nghệ sĩ. Khán giả nơi đây đã góp phần cho tôi một tên tuổi như ngày hôm nay, ông nói. Đây là lần đầu tiên Chế Linh có một cuộc họp báo được Sở Thông tin, Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp phép. Năm 2011, khi chuẩn bị cho đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh dự định vào 19 tháng 5 2011, Chế Linh cùng ban tổ chức chương trình live show của ông đã có cuộc gặp gỡ báo giới thành phố. Tuy vậy, cuộc họp bị dừng nửa chừng vì chưa xin giấy phép theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Sau đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng không cấp phép cho chương trình ca nhạc tối 19 tháng 11 của ông tại nhà hát Hòa Bình. Ở đêm nhạc 5 tháng 3 tại Đồng Nai mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu, lần đầu tiên Chế Linh sẽ hát ca khúc Thành phố Buồn 2 do ông sáng tác. Đây cũng là lần đầu tiên ông song ca cùng Minh Tuyết. Chị cũng sẽ trình bày các nhạc phẩm do Chế Linh sáng tác tặng chị. Song ca vàng dòng nhạc Bolero chọn Đồng Nai là điểm diễn mở màn cho chuỗi chương trình đầu năm 2016 vì fan của ông ở Đồng Nai khá nhiều. Không ít lần khi ông biểu diễn ở các tỉnh miền Bắc, khán giả Đồng Nai đã theo chân để ủng hộ ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.